Trang! Cô đâu? Mày đi ăn đi chơi ở đâu? Rồi vác cái bụng bầu về đây? Nói láo là của thằng Sang à? Con trai tao, nó là con của trưởng họ, là cháu đích tôn của cả cái dòng họ Nguyễn này. Không bao giờ có chuyện đẻ con gái đâu nhá. Cháu của tao á, chỉ có là con trai thôi. Mày nghe rõ chưa? Mẹ ơi, cháu đâu là cháu trai hay cháu gái thì cũng là cháu của mẹ mà. Thời này người ta không quan trọng giới tính đâu ạ. Mày nói cái gì? Ý mày bảo là tao già cả, tao cổ lỗ sĩ, tao phân biệt giới tính cái gì? Trời ơi là trời ơi, mọi người ra đây mà xem, con dâu tôi nó chửi nó mắng tôi đi này. Mẹ ơi, con không có ý đấy đâu ạ, con xin lỗi mẹ. Mày im đi, con nhà người ta thì sinh công sinh phượng, còn mày sinh con gái thì khác gì sinh chim sinh chuột. Mày mau đi phá thai cho tao. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ thương con, mẹ thương cháu, mẹ đừng bắt con phá thai mẹ ơi. Ở cái nhà này, sống bằng năng lực, không sống bằng tình thương. Mày mà để được con trai thì tao cho mày sống, còn không mày chết thật mặc kệ mày. Mẹ ơi, Trang ơi, mang quần áo trong nhà ra giặt đi. Dạ vâng ạ. Sao thế, mới ngã có một tí mà đã đau rồi à? Đi vào trong nhà mà nghỉ đi. Mẹ ơi, con đau bụng quá, mẹ giúp con với. Giúp cái gì mà giúp, mới ngã có một tí mà không kêu đâu. Mau đi vào trong nhà mà nghỉ đi. Vâng ạ. Cũng may là mọi việc không sao cả. Bà cố gắng giữ sức khỏe và đừng làm việc nặng nhọc nữa nhá. Tôi cảm ơn nhá. Gớm nhỉ, vừa mới ngã có một tí mà đã gọi dai đến nhà để chăm sóc, quan tâm cơ đấy. Cô có coi tôi ra cái gì không hả? Kìa mẹ, sao mẹ nói thế ạ? Đây là Hoàng, là bác sĩ sản khoa nổi tiếng của bệnh viện thành phố, cũng là bạn học cấp 3 của con. Mẹ đừng hiểu lầm ạ, con có nói qua với mẹ rồi mà. Bạn bè gì mà gọi cái là tới ngay thế hả? Định lừa bà già này à? Bà ơi, cháu là bác sĩ của bệnh viện thành phố, cháu đến đây là để chăm sóc Trang. Nếu mà bác không tin thì bác cứ đến bệnh viện cháu kiểm tra. Thôi cháu có việc rồi, cháu phải đi trước đây ạ. Cháu cho bác ạ, tớ đi trước nhá. Ừ. Này này, vào đây mẹ bảo này. Có chuyện gì mẹ? Vừa mới đi làm về, mẹ ơi mẹ. Này, mày không biết để mẹ nói cho mày nghe. Lúc mày đi làm vắng, con Trang nó dẫn trai về nhà tòm tem. Mẹ bắt được tại trận đấy này. Mẹ nói cái gì đấy? Con là chồng của Trang, con biết tính cô ấy, cô không phải người như thế đâu. Đây, bằng chứng đây, con xem đi. Chỉ có mày u mê, mày mới tin nó thôi. Mày ngu lắm con ạ. Mẹ nói cho mày nghe nhá, cái thai ở trong bụng nó chắc gì nó phải là con của mày. Trang, cô đâu? Trang, cô đâu rồi? Lại đây, lại ngay. Anh về rồi đấy à? Tới giờ này mà cô vẫn còn dùng cái vẻ ngây thơ đấy à? Tôi chán ngấy cái vẻ mặt này lắm rồi. Cô nói đi, cô ngoại tình bao nhiêu lâu rồi? Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Hay là ai nói gì với anh à? Đến giờ này mà cô vẫn còn chối à? Mà con coi chừng nhá, cái thai trong bụng nó chưa chắc nó phải là của con đâu. Mẹ đừng có quá đáng, mẹ đừng nói bậy như vậy. Ôi trời ơi là trời ơi, con dâu là con dâu, nó chửi nó mắng tôi như này à? Trời ơi, con ơi là con ơi, mày lấy con vợ thế này à? Cô còn dám nói hôn với cả mẹ tôi à? À, em không có. Đấy con xem, đến bây giờ mà nó vẫn còn chửi mẹ, nó mắng mẹ. Đến lúc nào nó mà tức lên, nó còn đánh cả mẹ nữa đấy.
Con không phải là người như vậy. Cô im ngay. Em không im. Anh thấy mẹ có quá đáng không? Chỉ vì em mang thai con gái mà mẹ đối xử với em như vậy. Trước giờ em không làm gì phản ý mẹ cả. Vậy mà sao mẹ đối xử với em như thế? Ôi trời ơi, là giờ con xem đấy, nó hỗn loạn với mẹ thế này. Cô im ngay. Tôi không im. Này thì hỗn này, láo này. Thôi mẹ. Thôi, con khóa cửa lại cho mẹ một hôm. Nhốt nó một ngày, không cho nó ăn uống gì. Thế nó có còn sức để mà cái nữa không? Vâng, đi thôi. Đau quá, anh ơi. Có phải hai người nhốt chàng ở trong này đúng không? Mày là ai đấy? Hả? Nó là nhân tình của vợ con đấy. Ghê gớm nhờ. Hôm nay còn dám đến tận đây cơ đấy. Cô ấy nói cho cẩn thận. Nếu không tôi sẽ kiện cô về tội xúc phạm nhân phẩm của người khác đấy. Này, mày là ai mà tự nhiên xông vào nhà tao? Sao lại còn nói hôn với mẹ tao? Hả? Tôi đang đi tìm Trang. Cô ấy đang bị động thai, cần tôi giúp đỡ. Hai người tránh ra. Ủa? Trang, hai người nhốt cô ấy trong phòng mà không sợ cô ấy chết à? Hai người độc ác như thế, kiểu gì cũng sẽ gặp quả báo. Trang em ơi, mày làm cái gì đấy? Mày định đi theo cái ngư đấy à? Mà con của con, nó là con gái mà mày còn tiếc à? Để tao cưới vợ khác cho nó đẻ con trai. Mày là trưởng họ, lại còn là cháu đích tôn. Mày đừng có mà vì nó để ảnh hưởng cái gia đình này. Trang, có phải Trang không? Mẹ đi tìm con mãi. Con có nhớ mẹ không? Từ ngày không có con, thằng Sang nó đổ đốn, vay mượn, rồi ăn chơi, nợ người ta 500 triệu. Bây giờ, con giàu có rồi, con về trả nợ cho nó đi, rồi lo vun đắp cho gia đình. À, cháu của mẹ có khỏe không hả con? Mẹ còn hỏi đến cháu được sao? 10 năm trước, chính mẹ và anh Sang đã đánh tôi sẩy thai. Hai người đã vừa lòng chưa? Bây giờ tôi không còn là con dâu của mẹ nữa rồi. Tôi tôn trọng thì gọi một tiếng mẹ. Bây giờ tôi có việc phải đi, cô tránh ra. Con, chuyện năm xưa rồi, con bỏ qua đi. Một ngày làm dâu, cả đời làm dâu mẹ. Con về đi. Con về đi. Cô nói chuyện dễ nghe nhỉ. Năm xưa tôi quay về nhà thì chính cô và anh Sang ăn ném đồ đạc của tôi ra ngoài và đuổi tôi đi. Bây giờ anh ấy nợ nần, cô lại bảo tôi quay về để trả nợ. Chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Mày vừa nói cái gì? Bây giờ mày giàu có rồi, mày định bỏ con trai tao à? Không thấy như thế đâu nhá. Về nhà ngay, đi về nhà. Đi, đi về. Mẹ ơi, Sang, mày mau đưa vợ mày về đi. Bây giờ nó giàu có, lại là giám đốc một công ty lớn. Tiền của nó sau này cũng là của mày. Đưa nó về đi, mau lên. Sang, cô lại hay à? Cô bỏ nhà đi theo dài hơn 10 năm rồi. Ê, hôm nay cho cô ở làm lại nhá. Đưa đi về đi, đi. Đi, đi. Buông tôi ra, hai người làm cái gì đấy? Hai người làm gì đấy? Hai người có tin tôi báo công an không ạ?
vẫn là mày à? Này, vẫn cái thằng nhân tình cũ này à? Này, anh có nói cho cẩn thận. Tôi với Trang chỉ là bạn. Tôi là người đã có gia đình rồi. Hai người là mẹ và chồng của cô ấy mà đối xử với cô ấy như thế à? Đánh cô ấy đến mức sẩy thai mà không một lời hỏi thăm. Bây giờ thấy cô ấy có tiền lại quay về đòi. Hai người sống như thế mới được sao? Cậu ăn nói cái kiểu gì đấy? Nó là con dâu tôi, phải lo cho gia đình. Còn tôi là mẹ chồng nó, tôi đánh nó thì sao? Cô thôi đi. Cô và anh Sang mà còn làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ gọi công an đến để giải quyết đấy. Tôi và anh Sang ly dị lâu rồi. Cô đừng có dùng cái mác con dâu để ép tôi quay về. Còn anh là chồng mà không biết phân biệt đúng sai. Anh vào hùa với mẹ anh để đánh tôi sẩy thai. Anh làm như vậy mà không cảm thấy có lỗi với tôi và con à? Tôi nói cho anh biết, nếu như anh còn làm phiền tôi một lần nữa thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Trang bây giờ không còn ngây thơ và hiền lành như xưa nữa đâu. Chúng ta đi thôi. Mày thấy chưa? Sao không mau mà đuổi theo nó đi? Ngủ ơi là ngu. Mẹ thôi đi, con mệt lắm rồi đấy. Mẹ muốn làm gì mẹ làm nhá. Kệ mẹ. Sang, mày đi đâu đấy? Trời ơi là trời, sao mà tôi khổ thế này cơ chứ? Ôi YouTube. Ôi cái gì đấy? Cầm để anh chụp ảnh. Uầy, chụp cả ảnh nhá. Không, không chụp lấy người đâu anh. Uầy, xoay gương được này. Xoay gương được này. Đấy. Wow. Ôi. Của em, cái này là của em. Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube Ham TV của bọn mình nhá. Để bọn mình sớm ngày có được nút